Xin chào các bạn, mình là admin của kênh Phái Đẹp ORG. Cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian ghé thăm kênh. Mình hy vọng là video của mình sẽ hữu ích với các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hết thâm môi, rốt môi hồng hào tự nhiên chỉ với nửa quả chanh. Môi hồng tự nhiên luôn là biểu tượng cho vẻ đẹp, khiến chị em phụ nữ trông trở nên quyến rũ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì không phải ai may mắn cũng có được đôi môi tuyệt vời như vậy. Không ít chị em phải khổ sở tự ti với đôi môi thâm xịt của mình. Thậm chí ở rất nhiều quốc gia châu Á, người ta quan niệm phụ nữ môi thâm thường xấu tính, số mệnh không tốt. Nhưng thực tế không phải như vậy. Môi thâm thường là do các yếu tố tác động bên ngoài như ảnh hưởng của môi trường, thói quen ăn uống, sinh hoạt, việc sử dụng quá nhiều son môi không đảm bảo. Thay vì đi xăm môi đau đớn và tốn kém, bạn hoàn toàn có thể trị thâm môi và làm hồng môi tự nhiên ngay tại nhà, bằng những nguyên liệu ngay trong gian bếp của nhà mình thôi. Vậy cách đó là gì? Mời các bạn cùng tham khảo trong video sau nhé. Đầu tiên các bạn hãy chuẩn bị cho mình những nguyên liệu sau. Thứ nhất là một quả chanh tươi. Thứ hai là một ít mật ong nguyên chất. Thứ ba là viên nang vitamin E. Đây là ba nguyên liệu mà chúng ta cần các bạn này. Cách thực hiện thì vô cùng đơn giản các bạn ạ. Bước đầu tiên bạn hãy chuẩn bị một cái bát sạch. Bạn cho vào bát này một thìa mật ong nguyên chất. Giờ thì bạn chích lấy dịch của 3 viên nang vitamin E và cho vào bát này. Sau đó bạn cắt và vắt lấy một thìa nước cốt chanh và cho vào bát. Giờ thì bạn đánh thật đều tay để cho các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện vào nhau thành một bát hỗn hợp đồng nhất là xong rồi đấy. Đây chính là sản phẩm cuối cùng mà chúng ta cần cho cách trị thâm môi tại nhà này các bạn nhé. Cách để chúng ta sử dụng hỗn hợp trị thâm môi này như sau. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn làm sạch đôi môi của mình bằng nước ấm. Sau đó bạn lau khô môi, rồi bạn lấy hỗn hợp mà chúng ta vừa làm, thoa trực tiếp lên đôi môi của mình. Sau khi thoa xong thì bạn hãy sử dụng đầu ngón tay của mình, nhẹ nhàng massage môi từ 1 đến 2 phút. Việc massage này sẽ giúp cho các cái dưỡng chất có trong hỗn hợp mà chúng ta vừa làm có thể thẩm thấu vào sâu từng tế bào môi. Như vậy thì cái hiệu quả dưỡng môi, điều trị thâm môi và làm hồng môi của hỗn hợp sẽ đạt kết quả cao nhất. Cuối cùng thì bạn lưu hỗn hợp trên môi thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa nhé. Tiếp theo bạn rửa lại môi bằng nước sạch. Đến đây là quá trình trị thâm môi và làm hồng môi của chúng ta đã kết thúc rồi đấy các bạn ạ. Mình đảm bảo là nếu như bạn kiên trì thực hiện mỗi tuần 2 đến 3 lần loại mặt nạ tuyệt vời cho môi này thì bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi rất rõ rệt trên làn môi của mình. Bạn biết không, vitamin E là chất chống oxy hóa cực tốt, nó giúp tăng cường loại bỏ các chất bẩn trên môi và tẩy tế bào chết cho môi. Ngoài ra, vitamin E được xem là thần dược cho đôi môi khô và nứt nẻ bởi nó có công dụng dưỡng ẩm vượt trội, phục hồi và cân bằng độ ẩm cho môi, giúp cho làn môi trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Đặc biệt hơn nữa là vitamin E còn có khả năng điều trị chứng tăng sắc tố. Đây chính là nguyên nhân để gây ra tình trạng thâm môi cho chúng ta. Còn mật ong, thành phần chủ yếu cấu tạo nên mật ong đó là đường tự nhiên. Thành phần này giúp cung cấp độ ẩm lý tưởng, làm môi sáng mịn, hồng hào trông thấy rất nhanh. Đối với chanh, nước cốt chanh còn có tính axit và vitamin C có tác dụng rất hiệu quả trong việc tẩy tế bào da chết, điều trị thâm môi và nâng tông hồng cho làn môi của chúng ta. Như vậy nếu như chúng ta kết hợp 3 nguyên liệu này lại với nhau, chúng ta sẽ có một bát hỗn hợp tuyệt vời, có hiệu quả rất cao trong việc là điều trị thâm môi và làm hồng môi ngay tại nhà. Bạn thấy đấy, những nguyên liệu này rất là dễ kiếm, rẻ tiền nhưng chúng lại mang lại hiệu quả rất tuyệt vời. Hãy áp dụng ngay hôm nay để có thể tự tin với làn môi như ý các bạn nhé. Chúc các bạn thành công và luôn xinh đẹp.